Dạ, mình chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay em có nhờ kênh bonsai lục tỉnh miền Tây giới thiệu với cô chú anh chị một số cây bonsai như là một cặp ngâu, cặp nguyệt quế với ba cây xanh này cô chú anh chị, với ba cây tùng, với một số cây bonsai nghe cô chú anh chị. Mong quý cô chú anh chị mình xem và ủng hộ cho em ha. Em xin tự giới thiệu, em ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, số em là 0852 229009, mà số zalo của em nghe cô chú anh chị. Không làm mất thời gian cho chú chị. Xin chào cây số 1 kia. Cây số 1 là cây vú sữa tím nha cô chú anh chị. Vú sữa xưa ha. Rồi, xin giờ thông số ạ. Chiều cao xuống tới mặt bầu của nó là được 92 nha cô chú anh chị. Được kính bầu của nó là nó được là 65 ha. Hoành thân em đo tại vị trí này là nó 87 nha cô chú anh chị. 87 đo cái ngọn nữa ha, ngọn nó được là 26 ha. Chung cây vú sữa này nó cũng già lắm nha cô chú anh chị, linh nu nặng dần ha. Để em đo cái cục nu cho tay cho quý vị mình xem nha. Đây là được 106 ha, như cái mai sù, như cây sù cấp nha quý vị. Rồi cây vú sữa mã số 1 với sữa tím, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 6 triệu nha cô chú anh chị. 6 triệu là em bao ship toàn quốc ha. Rồi cái tiếp tục là cây số 2 là cây sọt nha cô chú anh chị. Cây này là độ già nó có già lắm nha cô chú anh chị. Rồi xin phép giờ thông số ạ. Cái chiều cao của nó là được 95 nha cô chú anh chị. Tổng nồi đế của nó là nó được là 132 ha. 132. Mình thân đo ngay vị trí này nghe cô chú anh chị. Thân này là được 47 ha. 47. Rồi, cây sọt mã số 2. Đo cái độ sổ đế này cô chú anh chị, sổ đế được 55 ha. Rồi cây sọt mã số 2, em xin zalo với cô chú anh chị mình giá là 3 triệu, em bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây kế là cây số 3 nghe cô chú anh chị. Số 3 cũng là một cây sọt ha. Cây sọt này nó nằm trong cái chậu xưa nghe cô chú anh chị, cũng nằm cũng mười mấy năm rồi, mới đập chập chú rút ra nha cô chú anh chị. Giờ thông số nha. Chiều cao xuống mặt bầu là nó được là 107 nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó ha, đây qua đây được 50 ha. Mình thay em đoan cái vị trí này nha. Đây là nó được là 89. Còn cái cục đế nữa nha cô chú anh chị. Cục đế nó hơn một thước dây nha cô chú anh chị. Đây nó khoảng một thước 6 à. Rồi cây số 3 cũng là cây sọt. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là cái giá là 4 triệu á. À. Bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi xin phép xuống cây. Rồi kế tiếp là mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 này là em bán cặp ha. Cặp câu nghe cô chú anh chị. Cặp ngâu này nó cũng nằm bồn cây rất già nha cô chú anh chị. Cây này thì cái chiều cao của nó là tầm khoảng 2 mét nha cô chú anh chị. Đo cái ngang ha, ngang của nó là nó được là 66 nha cô chú anh chị. Còn cái quỳnh thân em đo ngay cái vị trí này là nó đây gần 19 rồi, cái 18 rồi ha. Cái em cây cũ nha cô chú anh chị, cũ nó được 42 ha. Tổng cái nồi đế của nó là nó được là 90, cái 90. Đường kính bầu của nó là được 55 nha cô chú anh chị. Cây ngâu mã số 4. Cây đầu tiên là quay xong hai cây em báo giá luôn nha cô chú anh chị. Rồi kế là cây số 2 ha, mã số 4 của cặp ngâu ha. Là nó chiều cao nó cũng tầm khoảng 2 mét nha cô chú anh chị. Cái tán ngang của nó là được là 62 ha. 62.
Hoành Long Tham đôi ngay vị trí này là nó được là 33 nghe chứ anh chị. Cái cũ đặt của nó ha, cũ ngay đây là nó được là 41 ha. Đường kính bầu của nó là nó được là 48 nghe chứ anh chị. Rồi cái cặp ngâu này là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái giá là 6 triệu nha cô chú anh chị. 6 triệu là em bao ship 300 km ha. Rồi cái xuống cây ạ. Rồi kế tiếp là cặp Nguyệt Quế nghe cô chú anh chị. Nguyệt Quế có mã số 5 ha. Cái này cặp số 5 này em cũng bán cặp nghe cô chú anh chị. Cây số 5 này là chiều cao nó cũng tầm khoảng 2m nghe cô chú anh chị. Đây em xin phép đo thông số ạ. Cái ngang của nó là được là 90 nghe cô chú anh chị. Quỳnh Thăng em đo cái vị trí này là nó được là 35 ha. Đo xuống cái cũ nó chút nè cô chú anh chị, cũ nó là được 45 ha. Cốt cành nữa em đo hạo cốt cành cho quý vị mình tham khảo nha. Cốt cành là được là 9 cm nha cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên của mã số 5 ha, em quay cây thứ hai em báo giá luôn nha cô chú anh chị. Rồi kế là cây thứ hai của mã số 5 ha. Cao cũng tầm khoảng 2m nha cô chú anh chị. Cao 2m. Rồi cái tán ngang ha. Ngang của nó là nó được là 95 nha cô chú anh chị. Cành nó cũng cỡ cây số 1 ha. Rồi em đo thông số. Hoành thân cái vị trí này là nó 33 nha cô chú anh chị. Cái cũ nó ha. Cũ nó nở ra được là 47 ạ. Đường kính bầu nó được 54 nha cô chú anh chị. Cặp này khá đẹp heo chú anh chị. Rồi cặp Nguyệt Quế mã số 5 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 8 triệu ạ. 8 triệu bao ship 300 km nha cô chú anh chị. Rồi kế tiếp là cây chiếu thủy nghe cô chú anh chị. Đo cái hoành thân ở đây cái ha. Hoành thân đây là nó được là 21 nghe cô chú anh chị. Cái cục đế của nó ha. Tổng người đế của nó ha. Tổng người đế của nó là nó được 128 nghe cô chú anh chị. Tán ngang của nó nghe cô chú anh chị. Tán ngang của nó là nó được là 95 ha. Cây này cao tầm khoảng 2m nha cô chú anh chị. Cốt cành thì nó khoảng 8-9. Rồi cây chiếu thủy mã số 6 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3 triệu. Em bao ship là 300 km nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi cái là cây có mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 là em bán là bộ 3 nha cô chú anh chị. Bộ 3 là 3 cây xanh luôn nha. Cái này em chơi bộ 3 luôn nha. Rồi em xin thông số ạ. Chiều cao xuống tới miệng chậu là nó được là 125 nghe cô chú anh chị. Tán ngang, tổng tán ngang nó là 105 ạ. Cái mâm của nó em đo hảo mâm nghe cô chú anh chị. Mâm của nó là nó được là 40 ạ. Đo tổng cái cục đế nha ha. Đây, cục đế nó là được 98. Hoành thân của nó nghe cô chú anh chị. Nghe đây là nó được là 48 ạ.
cây xanh mã số 7 cây đầu tiên. Số 2 nghe cô chú anh chị của cái bộ 3 ha. Rồi xin giờ thông số ạ. Chiều cao xuống tới miệng chậu là nó được là 92 nha cô chú anh chị. Tổng cái tán của nó ha, tổng tán nó được là 1m1 nha cô chú anh chị. Cái này nó hơi khó đo ha. Rồi. Có hở ở đây cái ngay của chính trị. Ở đây là nó được là 92 ha. Cái tổng cái bệ của nó là nó một thước dây. Này nó tổng bệ nó khoảng 2 mét nha cô chú anh chị. Rồi kế là cây xanh mã số 8 bộ 3 nha cô chú anh chị, cây số 3 ha. Cây này nó thì nó hơi lớn hơn hai cây kia chút. Rồi xin giờ thông số ạ. Chiều cao nó là nó được 106 nha cô chú anh chị. Ốc tán của nó ha. Tổng cái tán của nó là được 101 ha. Tổng cái cụm nó ngay đây là nó khoảng mét 6 nha cô chú anh chị. Cục đế ha. Cục thân này thì khó đo. Rồi bộ ba của cây xanh này là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 28 triệu, là em bao ship là 300 km nha cô chú anh chị. Bộ ba nó số 7 nghe chứ phải số 8 nha. Số 7 chứ. Bộ ba số 7. Trong có mã số 8 nha cô chú anh chị. Cây này cây thành phẩm ha cô chú anh chị. Cây này là chỉ về là mình chơi ha. Cái là cây mã số 8 là cây tùng bay ha. Xin giờ thông số nha. Cái tổng cái tán của nó là tới đây là nó 1,5 m. Tổng tán của nó là nó được là 2 m nha cô chú anh chị. Ngang ha. Ngang của nó là nó được là 1m3 nha cô chú anh chị. Ngang 1m3. Cao xuống tới mặt bầu là nó 1m05 nha cô chú anh chị. Rồi giờ thông số nha, cái hoành thân nha cô chú anh chị. Hoành thân cái vị trí này là nó được là 39 nha. 39. Thì cái củ của nó nha cô chú anh chị. Củ nở của nó ha. Đây. Củ nó là nó được là 54 nha. Cái cành bay của nó nghe quý vị, to khảo cành bay chứ quý vị tham khảo cành bay nó được là 22 ha. 22. Rồi cây tùng có mã số 8. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 14 triệu nha cô chú anh chị. 14 triệu này bao ship 300 km ha. Cũng như có xa thì mình thương lượng sao nha cô chú anh chị, sai vẫn chưa ship được nha. Cái thế là cây có mã số 9 nha cô chú anh chị. Đó chính là cây tùng. Cũng là một cây tùng đó ha. Cây này cao thì 2m nha. Cao 2m. Tán ngang của nó là 1m8. Tán ngang 1m8.
để em ra thông số nghe cô chú anh chị. Mình thân cái vị trí này là nó 65 nha cô chú anh chị, 66 kể 65 ha. Rồi xuống nè cái chỗ chạc nở của nó như vậy, nhưng đây là được là 80 ha, 80. Đó cái cứu cành số 1 nó nghe cô chú anh chị, cứu cành số 1 được 20 nghe cô chú anh chị, 20. Và cây tùng có mã số 9 xin giao lưu với cô chú anh chị mình, giá là 28 triệu nha cô chú anh chị, 28 triệu em ba ship là 300 km nha. Cái này cốt cành rất khéo nha cô chú anh chị. Rồi cái là cây tùng có mã số 10 nghe cô chú anh chị. Cây là cây thành phẩm nghe cô chú anh chị. Giữa tay mâm ha. Cây này có chiều cao là 1m8 nghe cô chú anh chị. Chiều cao 1m8. Ngang của nó là nó được 1m3 nghe cô chú anh chị. 1m3. Mỗi cái mâm của nó là nó được là 1m nghe cô chú anh chị. Rồi 9 giờ không xấu nha. Hoành thân ngay vị trí này là nó được là 59 nha cô chú anh chị. Đó chủ cái củ nở của nó ha. Đây. Đây là nó được là 88 nha cô chú anh chị. Rồi cái tổng cái cục đế của nó ha. Tổng cục đế của nó là nó được là 1m112 nha cô chú anh chị. Rồi cái chậu của nó là nó lọt là 1m nha cô chú anh chị. Lọt 1m. Rồi cây tùng có mã số 10 nha, xin giao lưu với cô chú anh chị. Mình giá là 28 triệu nha cô chú anh chị. 28 triệu là em ba ship là 300 km ha. Cây cốt cành đóng rất khéo nha cô chú anh chị. Cây được nuôi lâu năm rồi ha, mới được chị ha. Rồi kế là cây được quế có mã số là 11 nha, một là cây cuối lít nha. Cái này chiều cao nó được là 1m6 nha cô chú anh chị. Cái ngang của nó, ngang của nó là nó được là 1m4 nha cô chú anh chị. Quỳnh Thân nha, Thân đoan vị trí này nha. Quỳnh Thân đây là nó được là 43 nha cô chú anh chị. Tổng hồi đế của nó ha. Đây là nó được là 90 ha. Cây này nếu cô chú anh chị là chốt thì em sẽ ship cái chậu luôn nha cô chú anh chị. Chậu quay luôn nha. Để em đo hạo một cái cốt cành cho cô chú anh chị mình xem ha. Cốt cành như đây là nó được là 14 cm nha cô chú anh chị. Và
Rồi cây nguyệt quế có mã số 11. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 9.500.000 ạ. Em bao ship là 300 km nha cô chú anh chị. Rồi cây nguyệt quế mã số 11 cũng là cây clip của em cô chú anh chị. Clip thì em chúc cho cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Em cảm ơn cô chú anh chị ạ. Con biết cô chú anh chị ủng hộ cho em ạ.